Đây là một lọ bi mực. Nhiệm vụ của bạn sẽ chạy lại kia lấy lọ bi mực rồi chạy lại đây. Có thế rồi anh? Không. Khi bạn chạm vào lọ bi mực, thằng đeo kính đen sẽ bắt đầu dí bạn. Nếu bạn chạy lại đây an toàn, bạn sẽ được 2 triệu. Còn không, bạn sẽ không được gì cả. Chơi không? Chơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Nhanh đi. Rồi ok nhá. 3 2 1 bắt đầu. Tôi không ngờ là thằng béo nó lại chạy nhanh như vậy. Và đây là 2 triệu của bạn. Em xin. Nhớ không được nạp FIFA anh nghe chưa? Ok. Thằng kia tháng này mày đã bị trừ 2 triệu. Ờ